Thư Ký bên đây, xin chào các bạn. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một game có tên là Anime Queen Girl. Game này thì mình được một vài bạn yêu cầu chơi thử và mình đã lên CH Play tìm hiểu rồi. Thì mình thấy game này khá giống với một game nào đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào chơi luôn nhớ các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là chắc nội dung nó sẽ khác thôi. Chẳng qua là nhân vật giống thôi đúng không các bạn? Đây, các bạn có thể nhìn thấy nhân vật rất là quen thuộc ở đây. Hiện tại là mình không có cái tiền cho nên là mình không thể mua mấy trang phục khác được. Trang phục nào cũng cần có tiền hết các bạn ơi. Đó, cho nên là bây giờ mình sẽ vào luôn nhá. Video rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào luôn xem như thế nào. Và cả ngôi trường nó cũng gọi là khá là giống một cái ngôi trường nào đó nữa các bạn ơi. Chỉ nó khác cái chiều trời ở bên ngoài một tí thôi. Đây, gặp nhau ở cổng à. Rồi. Nhưng mà trông cũng khá là chất lượng đấy chứ các bạn ơi. Mặc dù là giống một game nào đó nhưng mà nó cũng khá là chất lượng. Rồi bây giờ chúng ta còn có cả nhiệm vụ nữa này. Để đến thử chỗ này xem như thế nào chứ. Bấm vào. Chào mấy cậu có khỏe không? Asuka, tên Asuka các bạn ơi, tên khác. Rất là khỏe. Chúng ta đợi cậu rất lâu rồi. Yuan và Yuka. Không có gì khác ngoài chữ Y ở đầu à. Nhanh lên nào hai cậu. Chúng ta sẽ muộn giờ vật lý hả? Vật lý, có bài kiểm tra rồi. Tao tới không biết chuyện đó. cái hành động hơi bị gọi là quá lố thì phải. Cái phản ứng hơi bị quá lố. Môi thì sơn rất là tím, không hiểu sao luôn á. Cậu nghiêm túc chứ, tại sao cậu lại không biết là thứ bảy có bài kiểm tra. Thứ sáu chứ. Mình cũng không biết mình có dịch đúng hay không, tiếng Anh mình rất là ngu như vậy. Cái này chắc là mình đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi. đừng có panic. Panic là đừng có hoảng loạn rồi. Bạn bè là tất cả là vì điều đó mà. Chắc là sẽ cho chép bài đúng không? Ok tốt. Vậy thì mình sẽ đi vào trong đó thôi. Trước hết là hình như mình phải chơi phần cốt truyện thì phải. Đây. Lớp của mình là lớp dưới này à. Hoàn thành nhiệm vụ các bạn ơi và được thưởng 500 hay gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Hóa ra là chúng ta có thể sử dụng cái tiền mà qua những màn để mà mua trang phục rồi. Đây. Bây giờ là đến giờ trả lời câu hỏi vật lý sao ấy. Không được gian lận. Ê, đừng có nói là bắt mình học vật lý nha. Phải được điểm A cộng chứ lên. Ôi. No. Xôi. Cái quái gì thế? Vài hôm các bạn ơi. Rồi ơi, xôi thỉnh thoảng xôi các bạn ơi. Rồi, thấy dấu chấm than mình sẽ ngưng lại cho mắc công lại bị soi các bạn cười. Đi dưới người máy ấy. Chép. Rồi, mình có những người bạn rất là tốt các bạn ơi. Tiếp. Ôi, no. Thôi, nói chung là mình không cần phải buộc tóc các bạn ơi. Mình cứ bình tĩnh là được. Ê, soi vô tường à. What? Coi xem là mình có để bài kiểm tra hay là những cái mà phao trên đó không à. Nếu mà mình để được phao trên đó mà mình nhìn thấy được là mình quá đỉnh rồi các bạn ơi. Game này khá thú vị đấy. Không có gì đâu. Bỏ đi cô ơi, em không có. Em là một người rất là chính trực, không bao giờ gọi là phao bài trong lớp cả. Tiếp nào. Nhưng mà mình phải lấy cái điểm đấy A
A cộng thì có quá không? Điểm B cộng là được rồi mà. Mình đâu có học gì đâu. Ôi ôi ôi. Cô ơi, không có thay đổi cái cách thức cho nên là cũng khá đơn giản các bạn ơi. Nếu mà đột nhiên bà cô nhìn nhiều hơn là mình chịu thua thôi. Mình gần chép xong rồi mà mình lo để ý tới bà cô cho nên là mình lỡ buông tay ra các bạn ơi. Mình đang cố thử xem chúng ta có thể phao hai lần cùng một lúc được không, nhưng mà hơi khó, nhưng mà mình sẽ cố gắng thử như vậy. Chạy qua đây luôn, không có về chỗ liền thì chắc là hai lần được. Ok, hoàn thành. Vì nháy mắt một cái. Ta để mình thử nhấn vào nhân 2 xem có được hay không nhá. Ồ, được rồi các bạn ơi. Cái này là như thế nào ta? Mình có thể nhân 2 bất cứ lúc nào cũng được rồi. Né. Rồi, để xem là nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gì. Hy vọng là sau này chúng ta có thể được chơi tự do. Có chuyện gì với cậu vậy Yuan? Yuan thì đâu phải là tên của người Nhật đâu nhỉ? Tôi có cái này muốn cho cậu xem. Senpai à? Chắc là tất nhiên phải có senpai rồi, senpai đăng lên Instagram à? What? Mình không hiểu là senpai đang nói cái quái gì nữa. Nhanh quá các bạn ơi, không đọc kịp. Kiểu như là cho lời khuyên về môn bóng rổ à. Vâng, và các bé đối thủ của chúng ta ở phía sau đã nghe lén được cuộc nói chuyện vừa rồi. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta cần phải đi đến câu lạc bộ bóng rổ thôi. Quay nữa. À, kia rồi. Như vừa nhìn thấy ai đó khá là giống senpai vậy. Đây đến rồi các bạn ơi. Đây chính là cái phòng thể dục đó, còn đâu đứa chơi xem kìa. Rất là dí nhảnh luôn. Hay được trang phục rồi. Chúng ta đã có được thêm trang phục mới, đó chính là trang phục của phòng thể dục. Trang phục này gọi là trang phục gì đó, thể dục rồi. Chắc gọi bình thường là được rồi. Vào trong đây luôn. Rồi. Đầu tiên là chúng ta phải cố gắng để mà đạt được điểm cao trong môn bóng rổ thì mới gọi là lấy lòng được senpai các bạn ơi. Té rất là chuẩn luôn. Không sao đâu, nếu mà canh độ chuẩn thì mình chơi cái này rất là mượt các bạn. Cái này đơn giản lắm. Đặc biệt là nó không thay đổi gì cả cho nên là không gì khó khăn. Mình có thể ném vào liền được luôn rồi các bạn. Tuyệt vời. Mình chỉ cần ném 5 trái vào là được rồi đúng không? Đây. Tiếp nè. Vô tiếp luôn. Quá đỉnh các bạn ơi. Đây cũng là nhờ năng lực thể thao của Yanire-chan các bạn. Tiếp. Không miss một trái nào luôn. Không miss trái nào luôn nha các bạn. Nhấn 2 luôn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Nhưng mà game này thì chúng ta chỉ gọi là... Ê, gì thế? Game thì chúng ta chỉ làm nhiệm vụ như vậy thôi chứ không có... Ê. Kế hoạch. Mình đọc được chữ kế hoạch. Tính lên kế hoạch nào đó. Đưa bạn đến phòng y tế các bạn ơi. Nhưng mà game này chúng ta chỉ làm những cái nhiệm vụ như thế này thôi chứ không có thời gian chơi tự do à. Thôi nhưng mà như vậy mình cũng hay các bạn ơi. Có một góc khuất như thế này nữa. À phòng y tế trong kia chứ không phải là đi đường này vào. Rồi. Vì bạn bè cho nên cố lên các bạn ơi. Bế. Dạ chứng tỏ là sức của Yandere-chan rất là mạnh rồi. Đến đây nào. Ồ, cô y tá kia kìa. Wow, mở cửa mà bay cửa luôn. What?
nên chú ý đến tôi nữa chứ. Rồi hãy đưa cô bé ấy đến giường đi. Xong rồi các bạn ơi, để sao ngồi đó tỉnh vậy, đáng lẽ phải nằm chứ. Rồi lấy thuốc. Cái gì vậy? Chúng ta cần phải ra bên ngoài à. Rồi bởi mình ra bên ngoài thử nhá. Tại sao lại như vậy nhỉ? Lấy thuốc xong là không uống liền à. Ok rồi mình sẽ đi ra bên ngoài vậy. Ở đây 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 đúng không? Đó là gì vậy? Hay là chỉ là cố tình thôi. Sau đó vào phòng để ăn cắp thuốc. Ra là vậy à, cho tôi mới ngồi tỉnh như thế à. À, vậy là bây giờ mình có thể gọi là chơi theo kịch bản rồi các bạn ơi. Cho thuốc vào. Cái này là mình có thể chơi theo kịch bản rồi chứ mình không cần phải gọi là suy nghĩ gì cả. What? Cái quái gì thế? Thuốc gì mà đỉnh thế? Ôi giời ơi. Ok chúng ta sẽ tiếp tục chơi nữa nha. Mình cảm thấy game này khá thú vị rồi. Chúng ta không sử dụng những loại thuốc độc, thuốc ngủ hay thuốc gì cả. Mà chỉ sử dụng thuốc gọi là mình cũng không rõ cái loại thuốc đó thuốc gì luôn á. Ê vẫn còn á. What? Thuốc gì thế nhở? Đánh bại Izumi. Ê, game chiến tranh à. Thành game chiến tranh võ thuật hay là cái gì luôn rồi các bạn ơi. À, bùm. Nhưng mà chỉ có một nút đánh duy nhất thôi cho nên là khá là dễ. Đừng xem thường Yandere-cha chứ Yandere-cha rất là mạnh. Bùm. Tôi giết. Bình thường không thể nào mà nhảy lên đá một cái như vậy được các bạn ơi. Đúng, các bạn phải học giỏi thì các bạn mới có thể làm được như thế. Xong. Ủa, lại đấu tiếp nữa à? Đấu lít này thì đừng hòng nhá. Ê, what? Lẽ ra mình thắng chứ sao kỳ vậy? Ê, lẽ ra mình phải là người thắng ở đây chứ, tại sao lại như vậy? Chơi xấu à? Chắc là mình bị chơi xấu hay cái gì đó rồi các bạn ơi. Nó nhắm vào mắt hay là điểm yếu gì đó trên người mình để mà tấn công cho nó mới như vậy. Rồi nằm phòng y tế luôn. Cậu đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Lửa hận lại nguy ngút lên nữa rồi các bạn ơi. À đau quá. Rồi mình phải lên kế hoạch khác để mà trêu chọc Izumi rồi. Mình không biết là game này chúng ta có thể tự do di chuyển không. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thử ra bên ngoài nha các bạn. Để xem chúng ta có thể mua được trang phục nào mới không. Hồi nãy giờ mình thấy mình cũng nhận được khá là nhiều rồi. Ủa khi mà mình vào lại mình có chơi tiếp được cái đại khi nãy không phải là chơi lại từ đầu vậy. Mình sẽ thử xem nào. À đúng là mình có thể nhận được tiền thật các bạn. Mình tưởng là chúng ta phải nạp tiền vào để mua chứ ai ngờ đâu là. Để thử xem coi có trang phục nào nhìn đẹp không. Khoan. Có trang phục hầu gái này các bạn. Nhưng mà mình sẽ thử xem những bộ trang phục khác xem như thế nào nhá. Cái trang phục giáo viên cũng có. Nên mua bộ trang phục nào đây? Trang phục hầu gái đi. Top 10 thì phải. Đây mình sẽ thử mua bộ trang phục hầu gái xem có được hay không nhá. Ồ chúng ta mua được các bạn ơi.
Kiếm tiền trong game là mua được, rất là tốt. Rồi, kiểu tóc nào đây? Kiểu tóc nào rẻ rẻ một tí. Vừa đúng 1.000 luôn. Có tóc nào ngắn không ta? Chỉ có tóc dài thôi chứ không có tóc ngắn. Nhưng mà mình sẽ thử mua tóc dài nhé các bạn. Tóc dài cuối cùng đi. Nhìn cái máy bên đây đẹp hơn. Rồi. Xong, mình đã có trang phục mới rồi. Đâu để mình thử tiếp tục xem có được hay không nhá. Ồ, rồi mình có thể chơi tiếp được các bạn ơi. Ủa? Mình nhớ mình đã chọn một trang phục hầu gái mà. À, rồi vô đây là trang phục hầu gái rồi đây. Vậy thì bây giờ mình sẽ thử đi tìm cho khác để mà trêu chọc Izumi nhá. Để cho nó bỏ cuộc senpai các bạn ơi. Ồ, có lẽ là ở đây rồi các bạn ơi. Đây, 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 trong nhà vệ sinh. Chúng ta vào trong đây lấy cái thao xem. À, cái xô chứ. Rồi, sau đó thì lên sân thượng. À, chơi trò tạt nước à. À, là vậy. Sân thượng ở kia. Ok, các bạn ơi, bây giờ mình đã lên được sân thượng rồi. Thử tạt nước xem nào. Ủa mà Izumi đang đứng ở chỗ này à. Trượt xuống. Để xem sao. Izumi đang đứng đây thiệt à. Canh chuẩn thế nhở. Nhưng mà mấy cái trò này chỉ là trò mèo thôi, có làm được gì đâu. Tiếp nào. Ê, senpai. À, Naomi đang, cô Naomi đang gọi ba người đến đây. Đừng có nói bị giáo viên nhắc nhở nha. Con kia đi mét giáo viên rồi. Này thì có một bài kiểm tra bất ngờ dành cho những học sinh nào điểm kém à. Kiểu như học phụ đạo à. Ê. Tao đi xuyên vô đó rồi. Có chuyện gì xảy ra thế? Ê, sao lại có lỗi game ở đây? Cái này có phải lỗi game không? Lỗi game hay sao các bạn ơi? Hả? À? Tức là như thế nào? Ê! Mình không làm được bài kiểm tra toán các bạn ơi, lỗi rồi. Thử reset thêm một lần nữa nhé, nếu mà không được thì thôi mình sẽ bỏ qua luôn. Ok. Lỗi luôn rồi các bạn ơi. Ok, chúng ta tiếp nha. Không biết là game này có bao nhiêu bàn nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta thay đổi thành đồ bơi à. Chắc là tới tiết học bơi thì sao đấy. Vậy là chúng ta vẫn tiếp tục vào phòng này để thay đồ à. Đây là phòng thay đồ các bạn ơi. Vâng, đã thay được đồ bơi. Nhưng mà tại sao lại vẫn mang tất là như nào? Rồi bây giờ đến chỗ bơi thôi. Rất là gần luôn. Mà càng nhìn cái bản đồ này thì càng thấy giống. Nhưng mà tuy là giống thật nhưng mà có sáng tạo hơn các bạn ơi, cho nên là không có gì cả. Rồi, bơi thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Bum. Chúng ta chỉ cần bấm như vậy thôi là có thể bơi nhanh được rồi. Vậy mình sẽ bơi nhanh nhất. Nhanh hơn tất cả những bạn khác. Ông tới đúng rồi. Wow, quá nhanh luôn các bạn ơi. Đúng là khả năng thể thao của Yadachan quá tuyệt vời đi. Hơn hẳn những bạn khác rất là nhiều. Winner. À, mặc dù chúng ta đứng nhất như vậy nhưng mà chúng ta cũng không được nhiều tiền hơn à. À, để xem nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ là gì nào. Tìm cách để mà thắng được Izumi à. Có vẻ tiếp theo mình sẽ phải nâng sức mạnh để tìm cách thắng Izumi rồi các bạn ơi. Nhưng mà chắc là lần này mình chỉ chơi đến đây thôi. Mình chơi để thử xem là game này một game như thế nào.
Nhưng mà hóa ra là nó thú vị hơn mình nghĩ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn thấy thích video này, hãy bấm cho mình một like, đăng ký nếu các bạn là người mới và đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn mình chơi tiếp game này thì hãy bấm ở dưới phần bình luận cho mình biết nhé.